Sáng nay, ngày 26 tháng 5, tại thị trấn Krông Cờ Ma, huyện Krông Bông, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2024. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Với chủ đề Tuổi trẻ Đắk Lắk xung kích tình nguyện, tỉnh Đắk Lắk là một trong 4 điểm được Trung ương Đoàn chọn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 sẽ có chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh. Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ toàn tỉnh đặt ra 17 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu thực hiện hơn 35 công trình thanh niên và 69 phần việc thanh niên, tổ chức ra quân 106 đội hình thanh niên tình nguyện. Riêng tại lễ ra quân chiến dịch, tuổi trẻ Đắk Lắk đăng ký thực hiện xây dựng 8 công trình, 20 phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn hỗ trợ 10 bộ chiêng gram và mô hình sinh kế cho tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Dịp này, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao tặng 5 mô hình khởi nghiệp bảo vệ môi trường, trao 40 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, 30 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi. Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động như Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, trồng cây xanh, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân.